nhá. Em lên cho anh em một siêu phẩm chơi cánh ôm cóng đuôi xòe này các bác này. Anh em có thể thấy là chim vừa mới đang thể hiện này rất là ok luôn các bác nhá. Em này thì mới về thôi, nửa củi nó cũng chưa căng đét hẳn đâu anh em ạ. Chim thuần khoảng 85-90% rồi các bác nhá. Bóng bộ đẹp, dáng dấp cực kỳ là ok luôn các bác. Đó, anh em nào bồ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Siêu phẩm luôn anh em ơi. Cánh đuôi siêu đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy, các bác có thể thấy chim đang thể hiện rất là ok luôn các bác nhá. Úi giời ơi, mà phải nói là một vũ công luôn anh em ạ. Quá đẳng cấp luôn. Ui dồi ôi anh em ơi. Lâu lắm mới gặp một em vũ công như này các bạn. Quá đẳng cấp luôn anh em nhá. Em này thì chim khoảng 25 lồng rồi các bạn. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok. Anh em mang về anh em chăm thì khỏi phải nghĩ luôn các bạn nhá. Đấy. Quá là siêu phẩm luôn anh em ơi. Con này mà căng lên thì ôm cóng chân chát luôn anh em ạ. Nó chưa tự tin chơi hẳn anh em ạ. Con này mà tự tin chơi hẳn thì đẳng cấp luôn anh em nhé.